Năm nay là năm Nhâm Dần thì trong tranh dân gian Đông Hồ thì cũng có rất nhiều đề tài về hổ. Hổ trong tranh dân gian Đông Hồ thì chủ yếu là dùng trong cái tín ngưỡng đạo mẫu, tức là hổ, ngũ hổ, hắc hổ, bạch hổ, hoàng hổ, chu hổ, hắc hổ. Thì đó là những con hổ tượng trưng cho năm màu ở năm phương trong tranh dân gian Đông Hồ. Thì hổ thường dùng trong cái tín ngưỡng thì đó là những cái hổ mà dùng cho các đền thờ mẫu. Ban thượng là ban thờ mẫu thì ban hạ là sẽ thờ ngũ hổ. Ngũ hổ là năm vị trợ giúp cho mẫu trong các công việc. Thì trong tranh dân Đông Hồ, cái dòng tranh tín ngưỡng đó được dùng nhiều và bán rải rác quanh năm, chủ yếu là cho cái bên đạo mẫu. Ngoài những bức tranh phục vụ cái tín ngưỡng đó thì trong tranh dân gian Đông Hồ có một số mẫu tranh khác dùng phục vụ cho sở thích của người dân Đông Hồ, ví dụ như hổ uy trấn Sơn Hà, hổ cung trúc Tân Xuân. Đó là những cái tranh hổ phục vụ cho đời sống sinh hoạt hàng ngày của người dân. Cũng có những cái tranh mà dùng cho trấn hiểm các phương, ví dụ là vào những cái phương bạch hổ thì người ta cũng có thể là dùng những cái tranh hổ để trấn yểm, hay là trong các đền thờ hoặc các nhà những đề hướng mà nó không đẹp thì người ta cũng dùng những cái bức phù điêu hổ để trấn yểm, hoặc những bức tranh hổ để trấn yểm. Thì đó là những cái tranh mà tùy thuộc từng điều kiện cụ thể người ta vận dụng và áp dụng để phục vụ đời sống sinh hoạt của người dân, để mang lại những điều lành, điều tốt cho mọi gia đình và mọi người. Thì đó là những cái tranh hổ trong tranh dân gian Đông Hồ mà đến nay vẫn còn và lưu giữ và vẫn được người dân dùng nhiều. Vào cái xuân Nhâm Dần thì tôi vẽ bức tranh hổ phục vụ đời sống sinh hoạt cho người dân, cho những người mà có thể sở thích, người ta thích treo những bức tranh hổ vào cái năm hổ, hay là những cái người mà người ta hợp tuổi với hổ trong cái tam hợp thì người ta sẽ treo những bức tranh hổ, hoặc là những người có thể là vào những cái cung xấu thì người ta cũng vẫn có thể là mua những bức tranh hổ của Đông Hồ để người ta trấn yểm. Thì đó là những cái tranh Đông Hồ mà tôi vẫn sản xuất vào cái dịp mà phục vụ xuân Nhâm Dần này. Đặc trưng tranh Đông Hồ đó là cái chất liệu giấy, thì nó là cái giấy gió truyền thống, một cái giấy rất đặc trưng được làm từ cái vỏ cây gió. Nghiền nhỏ, giã nhỏ ra, sau đó có một số chất xúc tác và tạo lên tờ giấy gió. Qua bàn tay của các nghệ nhân Đông Hồ thì phủ lên tờ giấy gió một cái lớp điệp, điệp là mai cái con điệp ở dưới biển. Cái điểm thứ hai đó là một cái cách in và cách làm. Ví dụ tranh Đông Hồ dùng mộc bản thì cái in mộc bản nó cũng tạo ra một cái gam màu rất đặc biệt, và cái gam màu xốp mà in mộc bản nó tạo ra một nét đặc trưng của dòng tranh Đông Hồ. Sự kết hợp giữa giấy và cách in nó tạo ra một nét đặc trưng của tranh Đông Hồ. Vì cái màu vàng nó thể toát, nó toát lên một cái đặc trưng của con hổ, và để cho người ta dễ cảm nhận và dễ thấy. Cho nên cái màu vàng nó cũng thể hiện cho một cái sự may mắn. Nó mang một cái sắc xuân và một cái sắc màu của một cái đầu năm. Thì chính vì vậy mà tôi dùng cái chủ đạo cái gam màu là chủ yếu. Màu vàng là chủ yếu. Bên cạnh đó thì vẫn phải có một cái màu đen chủ đạo, đó là cái màu định hình cuối cùng để làm cho các chi tiết của con hổ được nổi bật. Cho nên cái màu vàng là màu để cho toát lên một cái hồn cốt con hổ, và cái mảng màu đen hoặc các màu xanh ta điểm vào, hoặc màu trắng, màu vàng nhũ ta điểm vào để làm cho bức tranh nó sống động và nó có hồn hơn.